Liên quan đến vụ việc phát hiện kho tương ớt bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường thời gian qua trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận đã tiến hành kiểm đếm và thực hiện các quy định tịch thu, tiêu hủy dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Được biết kho hàng này là của ông Lê Nhật Trung, 56 tuổi và bà Lê Thị Lý, 53 tuổi cùng trú tại phường Thuận Phước, quận Hà Châu làm chủ. Kiểm tra thực tế, công an quận đã phát hiện hàng trăm bao tải tương ớt không nhãn mác để tràn lan dưới nền đất ẩm ướt, mất vệ sinh. Mỗi bao tải có trọng lượng từ 70 đến hơn 100 kg. Tổng khối lượng kiểm đếm được là hơn 15 tấn tương ớt. Mặc dù công an quận Liên Chiểu đã giải thích về những sai phạm nghiêm trọng của kho hàng nêu trên, nhưng chủ của kho hàng vẫn rất ngoan cố, không nhận thức được hành vi của mình. Hiện công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số tương ớt nói trên trong kho vì có dấu hiệu bốc mùi, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.